Ngày 21 tháng 3, ông Nguyễn Văn Bụi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, xác nhận ngoài ổ dịch bệnh dạy tại thành phố Bến Tre, hiện nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm một ổ dịch bệnh dạy mới tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Trước đó, các đơn vị chuyên môn tỉnh Bến Tre đã phối hợp với địa phương tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính với virus gây bệnh dạy nên đã tiến hành tiêm ngừa phòng bệnh cho đàn chó khoảng 1.000 con. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu khoảng 500 liều vaccine, nên các ngành chức năng tỉnh đang kiến nghị xin được hỗ trợ thêm. Tại Bến Tre, trong năm 2023, có 12 ổ dịch bệnh dạy được phát hiện và công bố dịch, 5 người chết vì bệnh dạy. Cũng trong năm 2023, cả nước có 82 người chết vì bệnh dạy tại 30 tỉnh, thành phố, tăng 12 trường hợp so với năm 2022. Nhiều nhất là tại các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An, Điện Biên.